Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong những thông tin thời sự mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Ngay sau đây mời quý vị cùng cập nhật những tin nóng trong 24 giờ qua. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt tập đoàn đầu tư An Đông và một số doanh nghiệp liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Nhóm doanh nghiệp này vi phạm liên quan trái phiếu, không công bố nhiều báo cáo quan trọng, trong đó có tình hình sử dụng vốn, thanh toán gốc, lãi. Cụ thể, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông được xác định là mắt xích quan trọng trong quá trình huy động vốn kinh doanh cho tập đoàn mẹ Vạn Thịnh Phát. Công ty này bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính 92,5 triệu đồng do không gửi công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX, gồm báo cáo tài chính, các báo cáo về tình hình sử dụng vốn, thanh toán, gốc, lãi trái phiếu. Công ty này đồng thời cũng gửi các tài liệu tương tự giai đoạn 2011-2022 không đúng thời hạn. Cùng với công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, ba công ty khác là công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận, công ty cổ phần dịch vụ thương mại thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sunny World có liên quan tới Vạn Thịnh Phát cũng bị cơ quan điều tra xác định có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật khi tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho trái chủ, huy động tiền và chiếm đoạt. Thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, riêng An Đông phát hành gần 25.000 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Châu cũng bị phạt 92,5 triệu đồng vì không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX. Đối với các tài liệu, báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán năm 2022. Báo cáo tình hình thực hiện cam kết đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022. Ngoài ra, công ty Phú Châu gửi nội dung công bố thông tin cho HNX không đúng thời hạn đối với báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2022. Phú Châu cũng là doanh nghiệp có liên quan tới bà Trương Mỹ Lan, được hé lộ khi trong số tài sản kê biên, phong tỏa, thu hồi của vụ án Vạn Thịnh Phát. Được biết, công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Châu được thành lập vào tháng 5 năm 2011, vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Trong biên bản kê biên phong tỏa thu hồi tài sản của vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan từng thống nhất chuyển nhượng 100% cổ phần tại Phú Châu. Lúc này, chủ đầu tư dự án khu dân cư Chợ Mới, diện tích 16,17 ha tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, do công ty cổ phần Sơn Long Thọ chỉ định với tổng giá 518 tỷ đồng. Các cổ đông của Sơn Long Thọ đã thanh toán 270 tỷ đồng, trong đó có 50 tỷ đồng chuyển cho ông Lê Trần Hùng, được ông Nguyễn Phú Tiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Nhựt Tân Long An, giao đứng tên cổ phần tại Phú Châu, và ông Hùng đã chuyển 50 tỷ đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Phú Tiên. Ngày 1 tháng 6 năm 2023, ông Nguyễn Phú Tiên đã nộp số tiền 50 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an để khắc phục số tiền bị can Trương Mỹ Lan chiếm đoạt trong vụ án. Liên tiếp trong tháng 2, tháng 3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp liên quan đến Vạn Thịnh Phát, chủ yếu liên quan tới trái phiếu như công ty cổ phần Đại Phú Hòa, công ty cổ phần thiết kế và trang trí nội thất Lora, công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận, công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sunny World, công ty cổ phần Wellpower, công ty cổ phần xây dựng Kiến Hưng Thịnh. Mức phạt chung cho các doanh nghiệp này là 92,5 triệu đồng. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ngân hàng SCB, luật sư Nguyễn Minh Tâm đề nghị hội đồng xét xử xác định bà Lan và các bị cáo phải bồi thường cho SCB số tiền thiệt hại tính đến ngày 5 tháng 3, ngày xét xử sơ thẩm là hơn 760.000 tỷ đồng và lãi phát sinh cho đến khi nào ngân hàng SCB thực nhận được tiền. Đối với 1.166 mã tài sản đảm bảo cho gần 1.300 khoản vay của nhóm bà Lan và các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, luật sư đề nghị cho ngân hàng SCB được toàn quyền khai thác, sử dụng, quản lý mà không phụ thuộc vào việc có hay không đầy đủ pháp lý. Với tài sản là vật chứng bị kê biên trong vụ án, có nguồn gốc từ việc các bị cáo phạm tội rút từ SCB mà có, luật sư cũng đề nghị tòa tuyên cho ngân hàng toàn quyền quản lý. Với số tiền 1.000 tỷ đồng của ông Nguyễn Cao Chí chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan và số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ bị cáo Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ, luật sư cho rằng đây là số tiền có nguồn gốc từ ngân hàng SCB và do hành vi phạm tội của người khác chiếm đoạt nên cần thu hồi. Tuy nhiên, luật sư đề nghị không tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước vì đây không phải là tài sản riêng của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bên cạnh đó, luật sư cho rằng trong vụ án này có tới 46 bị cáo từng công tác tại ngân hàng SCB. Đây chính là mất mát to lớn đối với ngân hàng nên mong hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình, phân hóa rõ vai trò của từng người. Luật sư cũng kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục truy tìm các tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Trình bày bổ sung, đại diện ngân hàng SCB đính chính nội dung để tránh thông tin trái chiều rằng ngân hàng SCB không có ý kiến về cơ quan tố tụng sử dụng thẩm định giá Hoàng Quân. SCB chỉ đề nghị cơ quan tố tụng phán quyết thu hồi tài sản cho SCB về việc thuê nhà số 19 Nguyễn Huệ, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh của bà Trương Mỹ Lan. Ngân hàng SCB có thuê và có đặt cọc, có hợp đồng. SCB đã thanh toán tiền thuê và phí quản lý là 166 tỷ đồng. Hiện địa chỉ này đang bị kê biên nên ngân hàng SCB yêu cầu bà Trương Mỹ Lan hoàn trả số tiền đã đặt cọc. Trong tuần thứ tư diễn ra phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm của đại án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB, có 200 luật sư cùng các bị cáo đã trình bày quan điểm đối đáp lại luận cứ buộc tội của cơ quan công tố. Trong đó, một số luật sư tham gia phiên tòa vẫn còn băn khoăn về tội danh, mức án, hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Cụ thể, theo luật sư Trương Thanh Đức, bà Trương Mỹ Lan không ký bất kỳ hồ sơ vay và đảm bảo vay tiền nào, chỉ lo việc đưa toàn bộ tài sản, dự án có giá trị nhằm đảm bảo khoản vay tái cơ cấu ngân hàng. Ngoài ra, để truy tố và xét xử bà Lan về tội tham ô tài sản thì phải chứng minh bà Lan là người có chức vụ quyền hạn và có trách nhiệm quản lý đối với tài sản chiếm đoạt. Luật sư cũng băn khoăn về việc xác định thiệt hại của vụ án Vạn Thịnh Phát, việc sử dụng chứng thư thẩm định giá của công ty Hoàng Quân để thay thế kết luận giám định của cơ quan chuyên môn là không hợp lý. Về tội đưa hối lộ, luật sư đánh giá lời khai của bà Trương Mỹ Lan, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu trưởng đoàn thanh tra và ông Võ Tấn Hoàng Văn là không phù hợp với nhau. Trong phần bào chữa ngày 27 tháng 3, luật sư không đồng tình khi Viện Kiểm sát đánh giá bị cáo Nhàn gặp gỡ thỏa thuận với bà Lan về việc chỉnh sửa kết quả thanh tra và nhận tiền, phạm tội với tính chất tinh vi xảo quyệt. Trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng phủ nhận việc chỉ đạo nhờ nhiều người đứng tên mở các công ty ma, thuê các pháp nhân, công ty thẩm định giá để nâng khống tài sản đảm bảo, để làm hồ sơ vay, rút tiền của SCB, sau đó đưa một phần tiền về cho mình sử dụng. Luật sư Phan Trung Hoài cũng là luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trình bày về hoàn cảnh gia đình, nhân thân của bị cáo, nguồn gốc quá trình kinh doanh của gia đình bà Trương Mỹ Lan và sự hình thành nên tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo luật sư Hoài, hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh Phát chỉ bao gồm một số công ty nhất định. Đối với thông tin 1.000 công ty được cho là hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, luật sư cho rằng cần được xem xét thỏa đáng hơn. Về nguyên nhân, bối cảnh, hoàn cảnh xảy ra vụ án, luật sư Phan Trung Hoài cho rằng cần xem xét vai trò của bị cáo khi tham gia tái cơ cấu SCB trong thời điểm cần hợp nhất ba ngân hàng yếu kém. Khi tham gia tái cơ cấu, bị cáo có vai trò là cố vấn ban hợp nhất. Nếu xác định có sở hữu của bị cáo tại SCB thì khi SCB bị thiệt hại, chính bị cáo cũng là người bị thiệt hại. Ngoài ra, quá trình hợp nhất ba ngân hàng diễn ra trong suốt 10 năm, trải qua nhiều giai đoạn, có những khoản vay là để trả nợ cũ và dòng tiền không ra khỏi ngân hàng. Theo luật sư Hoài, không thể bóc tách các khoản vay nào là cho vay mới, trả nợ cũ hay khoản vay mới hoàn toàn. Luật sư đặt câu hỏi về số tiền thiệt hại trong vụ án, liệu có phải chính là dư nợ tín dụng tại ngân hàng SCB hay không? Tiếp nối phần bào chữa, luật sư Nguyễn Huy Thiệp bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan cũng nêu băn khoăn về các cáo buộc hai tội danh nhận hối lộ và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cho hành vi lập hồ sơ vay vốn khống trong cáo trạng. Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2012 đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn nhằm sử dụng vào các mục đích khác nhau. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB, gây hậu quả thiệt hại cho ngân hàng số tiền hơn 64.621 tỷ đồng. Từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng SCB hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền hơn 129.372 tỷ đồng. Như vậy, trong cả hai giai đoạn trên, hành vi của bà Lan đều là hành vi chỉ đạo lập khống hồ sơ vay vốn, nhưng kết luận của cáo trạng lại là truy tố bị cáo với hai tội danh là nhận hối lộ và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Luật sư Thiệp cho rằng việc tách hành vi của bị cáo ra làm hai giai đoạn truy tố thành hai tội danh khác nhau là không phù hợp với dấu hiệu đặc trưng trong cấu thành tội phạm, không đúng nguyên tắc có lợi cho bị cáo theo quy định. Do đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại. Về tội danh tham ô tài sản, luật sư Thiệp cho hay Điều 353 Bộ Luật Hình sự quy định người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ. Như vậy, muốn buộc tội Trương Mỹ Lan với hai tội danh này, cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh được bị cáo Lan là chủ thể đặc biệt, là người có chức vụ quyền hạn, có trách nhiệm quản lý đối với tài sản chiếm đoạt. Trong khi đó, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và các cáo trạng lại xác định bị cáo Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ trong ngân hàng SCB. Vì vậy, theo luật sư Thiệp, không thể kết luận bà Trương Mỹ Lan là người có quyền lực chi phối, quản lý, điều hành SCB khi không có cơ sở xác định chức vụ của bị cáo này tại ngân hàng SCB. Cũng theo luật sư, việc suy diễn vì Trương Mỹ Lan nắm số cổ phần lớn nên có quyền lực chi phối, chỉ đạo, điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB là không có căn cứ, không phù hợp với quy định pháp luật. Nhất là việc bổ nhiệm những người điều hành tại SCB phải được ngân hàng nhà nước phê duyệt, không phải ai muốn làm gì thì làm. Trên cơ sở đó, luật sư Thiệp cho rằng khi không có quyền điều hành thì bà Trương Mỹ Lan cũng hoàn toàn không có trách nhiệm quản lý tài sản của ngân hàng SCB. Nếu có căn cứ để xác định bà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt tài sản của SCB, cũng không thể coi đó là dấu hiệu của cấu thành tội phạm. Cũng không thể coi đó là dấu hiệu cấu thành tội tham ô tài sản, mà chỉ thuộc về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Về tội đưa hối lộ, luật sư Nguyễn Huy Thiệp đánh giá lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan, Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước và Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB còn tồn tại nhiều điểm mâu thuẫn. Bà Trương Mỹ Lan khai từng gặp bà Đỗ Thị Nhàn 2 lần nhưng không phải để đề cập hay thực hiện hành vi đưa hối lộ. Lần đầu tiên gặp với mục đích để Lan xác nhận với Nhàn tài sản đang đảm bảo cho các khoản vay tại SCB có phải là tài sản của bà Lan hay không. Lần gặp thứ hai là do Võ Tấn Hoàng Văn nhờ Lan gặp Nhàn để nói giúp việc sớm kết thúc thanh tra tại SCB. Bà Đỗ Thị Nhàn khai trong các lần gặp, bị cáo chỉ trao đổi với bà Lan về việc phải bán bớt tài sản để trả nợ cho SCB tại các phương án, dự án tái cơ cấu có sai phạm và chủ động tất toán, dọn sạch dư nợ của nhóm 71 khách hàng tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, thì đoàn thanh tra sẽ không xem xét vi phạm các khoản vay của SCB mà chỉ xử lý hành chính. Trong khi đó, Võ Tấn Hoàng Văn lại xác nhận không tham gia các cuộc gặp giữa bà Lan và bà Nhàn nên không biết nội dung trao đổi cũng như địa điểm gặp, chỉ nghe Nhàn nói lại là gặp Lan để hướng dẫn Lan tất toán khoản vay của nhóm 71 khách hàng này bằng cách cho khách hàng vay mới để trả nợ cũ. Về hành vi đưa hối lộ 4 lần với tổng số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ cho Đỗ Thị Nhàn để che giấu sai phạm tại SCB, Võ Tấn Hoàng Văn khai số tiền này do Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, cựu phó giám đốc ngân hàng SCB, cựu giám đốc ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn lấy nguồn tiền riêng được chuyển từ SCB Sài Gòn ra SCB Cầu Giấy để rút ra, đổi thành đô la Mỹ và đưa cho Văn để chuyển đến Nhàn. Luật sư Thiệp cho rằng Nguyễn Phương Hồng đã mất, không thể đối chứng với lời khai của Võ Tấn Hoàng Văn. Như vậy, ngoài lời khai của Văn thì không có chứng cứ nào khác chứng minh Văn đưa 5,2 triệu đô la Mỹ cho bà Nhàn là theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan. Luật sư cũng đặt dấu hỏi về tính khách quan của lời khai duy nhất của Văn, trong khi Văn không bị xem xét trách nhiệm tội đưa hối lộ. Cùng bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng ngày 3 tháng 1 năm 2023, ngân hàng SCB ký hợp đồng thuê công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá Hoàng Quân thực hiện thẩm định giá tài sản của SCB và lập chứng thư thẩm định nhằm xác định giá trị thị trường của các tài sản tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2022. Theo luật sư Thanh, chứng thư thẩm định trên nhằm phục vụ công tác rà soát, đánh giá thực trạng tài chính của ngân hàng SCB, nhưng trong vụ án này, các chứng thư thẩm định giá lại được sử dụng như kết luận giám định trong tố tụng hình sự để đánh giá thiệt hại của SCB. Điều này khác hoàn toàn với mục đích ghi trong chứng thư. Luật sư Thanh lập luận để có thể xác định được hành vi của bà Trương Mỹ Lan có gây thiệt hại cho SCB hay không, có chiếm đoạt tiền của SCB hay không thì phải trưng cầu cơ quan chuyên môn thực hiện việc giám định. Chứng thư thẩm định giá của công ty Hoàng Quân không thể thay thế kết luận giám định của cơ quan chuyên môn. Trước đó thì Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá trong quá trình xét xử, bà Trương Mỹ Lan đã không thừa nhận hành vi phạm tội, ngoan cố đổ lỗi cho cấp dưới và không ăn năn hối cải. Hành vi vi phạm của bị cáo gây thiệt hại số tiền lớn nên cần loại bỏ Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp mức hình phạt là tử hình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng cập nhật mới nhất hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong video cập nhật tiếp theo.